chia tiền đó. Cho thằng Thiện cho luôn rồi. Tại vì mướn thêm, ví dụ đời thêm 8 mứa mà cái này 11 đứa, thằng Thiện phải mướn thêm 3 cây nữa. Ủa thằng Quý phải mướn 3 cây nữa, hiểu không? Tại đời hình nó nhiều. Mướn thêm. Ừ, đúng rồi. Hồng tiền đó. Ủa vậy hả? Ủa vậy là dù của lớp chị Trang. Vậy đâu cần muốn đồng phụ. Ê đâu có muốn đồng phụ gì đâu. Mình dùng đi tiễn không?